Lì nữa. Nhóm này là nhóm lì. Người mà khó nhất góp ý như thế nào đây? Đó là Lê Hoàng. Các bạn nhảy thì nó rất là hiện đại, nó trẻ trung, khỏe khoắn. Nhưng thứ nhất là một cái bài biểu diễn á, nó vẫn phải có một chút nội dung. Nó là ở đây các bạn phô diễn cái kỹ thuật của các bạn thôi, chứ còn gửi gắm đến cho người xem một cái ý tưởng gì thì tôi không thấy. Cũng có nhiều người góp ý tụi em là nên diễn nội dung thế này thế kia, nhưng mà tụi em không muốn hướng đến chuyện vậy, tại vì rất nhiều nhóm đã nhảy về nội dung rồi. Tụi em muốn hướng đến một cái hướng khác, một cái gì đó là riêng của tụi em. Đây này, tôi xin nói cho tôi xin phép tranh luận với em một chút thế này này. Văn hóa đã là văn nghệ là phải có nội dung đó, không cách gì không đâu. Tôi công nhận là những động tác của các bạn quá hay, quá sáng tạo luôn, nhưng mà ở đây nó thiếu cái câu chuyện. Ví dụ như ở đây nãy tôi thấy hai bạn người máy này, với những động tác các bạn có thể có được một cái câu chuyện rất là hay. Ví dụ đi, một trong hai bạn người máy bị hỏng, đúng không? Bạn kia sửa, có cái động tác mà xoay ở cái não của bạn nó rất là hay, rất là có duyên. Và khi sửa xong rồi bạn phản phé bạn này, bạn dập bạn này, những cái động tác bạn dập để cho bạn này thua sút bạn đi. Tôi nói ví dụ vậy, cuối cùng thì hai con đều bị đơ hết, rã hết, cuối cùng không con nào cứu được con nào hết. Thì ở đây tôi nói là chút xíu như vậy thôi. Thì tôi rất đồng ý ý kiến của anh Hoàng, có nghĩa là mình không phải chủ đề gì lớn lao, nhưng câu chuyện mình phải có để mình cuốn hút khán giả của mình đó. Tức một bạn đã gây tranh cãi, tranh luận giữa giám khảo với các bạn, như thế là cũng có ấn tượng rồi đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ba giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8,5, Minh Nhĩ 9, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5 và Phương Thanh là 10 điểm. Và tổng số điểm của các bạn là 48,5.